Cấm giữ à? Cấm 3 lần đấy nhỉ? 3 lần chứ không phải giữ à? Vâng. Được không anh Tuấn? Được. Thế hôm nào mày xem mày nghiên cứu con mét của anh cũng thế này, xong mày quay cả ngày cho like, cho triệu like. Câu view. Lưu ơi, có rượu ghế mày. Để ăn rượu của anh nhỉ? Tối nay mang ăn thịt chó đấy. Hôm nay anh làm cái thảm nữa, nó phí là phí. Ủa, anh để cái xe phí quá. Ưng đấy, bọn này còn ưng hơn được cái Fortuner. Nó mà không hút mà nó hở ra nữa thì tháo luôn. Em bảo anh